Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này. Bây giờ đi vào trong nội thành của Thiên Kiếm Môn. Bây giờ, Cổ Phong trưởng lão lại nói, dường như quảng cáo với mọi người. Đây là nội thành của Thiên Kiếm Môn chúng ta, chỉ có đệ tử xuất chúng trong môn mới có thể tiến vào. Chờ sau khi sắp xếp xong xuôi, mọi người có thể đi ra ngoại thành mua sắm, ngoại thành vô cùng náo nhiệt đó. Vân Tổng Chủ, chư vị Vân Dương Tông, mọi người sẽ ở lại nơi này gần đây mới sửa chữa xong. Nếu như có yêu cầu gì khác, hoặc là có chỗ không chu toàn, xin mọi người thông cảm. Cho đến một lát sau, trước một đình viện khổng lồ, Cổ Phong trưởng lão nói với Vân Khiếu Thiên. Đình viện này không nhỏ, từ bên ngoài nhìn vào, chỉ là sân bên ngoài đình viện cũng chừng vài trăm thước. Vừa nhìn là biết mới sửa chưa lâu, trang trí cực kỳ tinh xảo, khiến cho nhìn vào, lòng người cũng cảm thấy thoải mái. Cổ Phong trưởng lão khách khí rồi, ở đây rất tốt, Vân Khiếu Thiên nói. Chư vị một đường ăn gió nằm sương tới đây, vậy thì trước tiên nghỉ ngơi một lát. Ngày mai chính là đại hội Tam Tông Tứ Môn. Hai ngày nay trưởng môn chúng ta đều bận rộn về chuyện sắp xếp đại hội Tam Tông Tứ Môn, cho nên không thể tự mình tới đây nghênh tiếp Vân Tổng Chủ. Mong Vân Tổng Chủ thứ lỗi. Cổ Phong trưởng lão nói. Cổ Phong trưởng lão khách khí quá. Thầy ta chuyển lời cho trưởng môn các vị. Ngày mai chúng ta gặp lại. Nếu như có quấy rầy, mong các vị thông cảm. Vân Khiếu Thiên đáp lễ. Vậy thì ta xin cáo từ. Trong đình viện có nhà hoàn, mọi việc chư vị có thể phân phó cho bọn họ. Vị trưởng lão Cổ Phong kia sau khi thì lễ với Vân Khiếu Thiên rồi lập tức rời đi. Mọi người cũng đi vào. Vân Khiếu Thiên nói rồi dẫn đầu đoàn người tiến vào trong đình viện. Bên trong đình viện, mọi thứ đều vô cùng tao nhã. Cửa vào có không ít cây xanh còn có hoa tươi. Vừa nhìn đã biết là Thiên Kiếm Môn đã phí không ít tâm tư vào chuyện này. Bên trong đình viện, sau hành lang dài chính là phòng khách, bốn phía có thêm hơn 10 gian phòng. Hơn 10 nha hoàn đã đi ra hành lễ với mọi người. Cho đến một lát sau, Lục Tiêu Du dưới sự dẫn đường của một nha hoàn đã đi vào một gian phòng. Trong gian phòng này bố trí vô cùng tao nhã. Tuy rằng không tráng lệ, thế nhưng cũng vô cùng thoải mái. Đối với căn phòng này, Lục Tiêu Du vô cùng thỏa mãn. Hôm nay, trong thành Thiên Kiếm này có không ít cường giả đó nhỉ. Vừa đóng cửa phòng, cửu vị yêu hồ Bạch Linh lập tức nhảy lên trên giường rồi nói. Đây chính là Thiên Kiếm Môn, là một trong Tam Tông Tứ Môn, cường giả đương nhiên rất nhiều. Không nghĩ tới trong nhân loại lại có nhiều cường giả tới như vậy. Bạch Linh nói, tiểu tặc, cha ta cho gọi người ra đại sảnh một chuyến kia. Ngay lúc này, thanh âm của Vân Hồng Lăng vang lên bên ngoài căn phòng ấy. Bạch Linh, nàng và Tiểu Long nghỉ ngơi trong phòng đi, ta đi một chút sẽ trở lại ngay. Lục Tiêu Du nói xong, đóng cửa phòng rồi lập tức rời đi. Trước căn phòng, thân ảnh màu đen hiện lên đường cong đình đùng đã đứng chờ hắn. Mà lúc này, Lục Vô Song cũng ở bên cạnh Vân Hồng Lăng. Hồng Lăng, tông chủ gọi ta có chuyện gì vậy? Lục Tiêu Du hỏi. Hẳn là chuyện liên quan tới đại hội Tam Tông Tứ Môn ngày mai đấy. Vân Hồng Lăng cũng nói ra. Ba người lập tức đi tới đại sảnh. Trên đường đi gặp phải Triệu Kình Hải và Triệu Kình Thiên. Hai huynh đệ này nhìn về phía Lục Tiêu Du, trong mắt bắn ra hàn quang. Đối với hai người này, Lục Tiêu Du hiện tại hoàn toàn không để trong lòng. Muốn giết hai kẻ này, nói thật cũng không phải rất khó. Nếu như có cơ hội, hắn hạ thủ cũng không muộn, mà hiện giờ cũng không tiện. Lục Tiêu Du vẫn vô cùng nghi hoặc câu nói cuối cùng của Độc Cô Cảnh Văn trước khi rời đi. Nàng nói Lục Gia và Triệu Gia không đơn giản như vẻ bề ngoài, còn nói bảo vật trong Lục Gia hắn nhất định phải thu được. Bảo vật của Lục Gia, Lục Tiêu Du cũng không biết nó là cái gì. Dường như trong trí nhớ của hắn, Lục Gia cho tới bây giờ dường như cũng không có bảo vật gì đáng nói. Lẽ nào trong này còn có bí mật gì đó mà hắn không biết sao? Mà hết thảy, hiện tại hắn cũng không biết đáp án. Lục Tiêu Du, ngày mai chính là đại hội Tam Tông Tứ Môn. Đến lúc đó, chúng ta nhìn xem ai có thành tích cao hơn. Trên hành lang, thân ảnh của Khuất Đao Tuyệt xuất hiện. Thân hình cao ngất kia bắn ra sự tự tin. Nếu như người thua, vậy thì phải mời ta uống rượu tiếp đấy. Lục Tiêu Du nói. Tốt, không say không về. Khuất Đao Tuyệt cười nói. Không uống rượu có được không? Ta uống vào là choáng váng hết cả đầu. Vân Hồng Lăng nói. Khuất Đao Tuyệt cười ha hả nói. Lần trước không phải vội uống vô cùng hăng hái sao? Nghe thấy đám người Lục Tiêu Du và Khuất Đao Tuyệt cười nói với nhau. Hai huynh đệ Triệu Kình Thiên và Triệu Kình Hải không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Mọi người đi vào đại điện. Trong đại điện lúc này có hơn 10 cái ghế. Đã có 4 vị trưởng lão, còn có tông chủ Vân Khiếu Thiên. Số hộ pháp còn lại đều ở đó. Hàn Phong, Đồng Phan cũng có trong số đó. Về phần những đệ tử khác thì không có mặt ở đây. Tham kiến tổng chủ và chư vị trưởng lão. Mọi người cùng hành lễ. Đều ngồi xuống đi. Vân Khiếu Thiên nói. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, thủ ấn trong tay Vân Khiếu Thiên chợt biến đổi, lập tức bày ra một đạo quang tráo bao phủ trong đại điện. Được rồi, gọi mọi người tới đây là muốn nói với những đệ tử tham dự đại hội Tam Tông Tứ Môn một chút. Ánh mắt của Vân Khiếu Thiên nhìn vào mọi người. Vân Hồng Lăng, Triệu Kình Hải, Hàn Phong, Khuất Đao Tuyệt, Lục Tiêu Du. 5 người các ngươi lần này nhất định phải đem toàn lực. Nếu như lần này Vân Dương Tông ta không tiến vào top 3, hậu quả như thế nào hẳn các ngươi cũng đã biết. Vì vậy các ngươi nhất định phải dốc toàn lực. Đệ tử biết rồi. 5 người đồng thành đáp. Dương trưởng lão, người nói với bọn chúng một chút quy củ của đại hội Tam Tông Tứ Môn. Vân Kiêu Tiên nói với Dương trưởng lão bên dưới. 5 người các ngươi nghe ta nói là được rồi. Dựa theo quy củ của những năm trước, đại hội Tam Tông Tứ Môn, mỗi một tông môn sẽ phái ra 5 người tham dự. Vì vậy, những đệ tử Tam Tông Tứ Môn tham gia đại hội cũng có 35 người. Thế nhưng cũng không phải là toàn bộ. Dương trưởng lão nói tiếp. Dựa theo quy củ, đại hội Tam Tông Tứ Môn là chuyện tình của Tam Tông Tứ Môn chúng ta. Nhưng từ lâu trước kia, trên đại hội Tam Tông Tứ Môn cho phép đệ tử trẻ tuổi thế lực khác tới tham gia. Mà năm trước cũng không ít đệ tử của thế lực khác tới tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn. Lại còn có việc này sao? Lục Tiêu Du chợt nhíu mày. Như thế thì khó khăn hơn nhiều. Hắn còn tưởng rằng chỉ có đệ tử của Tam Tông Tứ Môn tham gia thôi chứ. Vì vậy, các người nhất định không thể sợ ý. Năm trước cũng có không ít đệ tử thế lực khác đạt được thành tích xa xỉ. Dương trưởng lão cũng nói. Nhìn 5 đệ tử tham dự đại hội Tam Tông Tứ Môn, Dương trưởng lão lại tiếp tục nói. Nhân số tham dự đại hội Tam Tông Tứ Môn không ít. Để công bằng cho nên tổng cộng có thời gian 6 ngày. Nếu như không có người bị loại trực tiếp, mỗi ngày đều có trận đấu. Đánh bại đối thủ của mình là thắng lợi. Nếu thua thì trước top 5, đại hội sẽ bàn thưởng cho các ngươi một bộ vũ kỹ huyền cấp. Chẳng lẽ còn có đặt cược sao? Lục Tiêu Du không nhịn được mà mở miệng hỏi. Không sai. Dương trưởng lão mỉm cười đáp. Những đệ tử từng tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn, nếu như thua trong 5 vòng đầu sẽ mất cho đối phương một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Nếu như vậy, vận khí của người không tốt, thua trong tay một linh giả, vậy thì trong tông sẽ trả thay cho người một bộ linh kỹ huyền cấp sơ giai. Đây cũng là quy củ do đại hội Tam Tông Tứ Môn truyền xuống, mà những thế lực bên ngoài, nếu như muốn báo danh tham dự đại hội Tam Tông Tứ Môn cũng vậy, đều phải giao ra một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai là có thể tham gia. Nếu như bị thua, vũ kỹ sẽ không còn. Nếu như thắng, thì có thể lấy được một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai nữa. Dương trưởng lão, vậy thì những vũ kỹ huyền cấp sơ giai thắng được này sẽ quy về trong tông hay cho chính mình? Lục Tiêu Du lập tức cười hằng hắc hỏi. Cái này liên quan tới thần già nhà. Vũ kỹ huyền cấp sơ giai quả thực vô cùng tiện nghi đấy. Về các ngươi, trong tông sẽ không thu vũ kỹ của các ngươi thắng được. Nếu như các ngươi có bản lĩnh tiến vào top 5 thì có thể thắng được 3 bộ vũ kỹ huyền cấp. Nếu như các ngươi không có bản lĩnh thì sẽ liên lụy tông môn phải trả cho các ngươi một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai. Vân Kiêu Thiên mở miệng nói, ánh mắt dường như vô ý nhìn về phía Lục Tiêu Du rồi lập tức nói tiếp. Căn cứ vào quy củ đại môn Tam Tông Tứ Môn, nếu như các ngươi có thể đoạt được quán quân thì mỗi một sơn môn khác trong Tam Tông Tứ Môn sẽ ban cho ngươi một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai, còn có 3 khỏa đan dược ngũ phẩm cao giai. Nói cách khác, nếu như trong các ngươi ai có thể đoạt được quán quân thì tổng cộng thu được 10 bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai, lại thêm 18 khỏa đan dược ngũ phẩm cao giai đấy. 10 bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai, 18 khỏa đan dược ngũ phẩm cao giai. Lúc này Lục Tiêu Du không nhịn được hít sâu một hơi, vô cùng kinh người. một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai cũng đã là vô giá. Về phần đan dược ngũ phẩm cao giai, giá trị của nó cũng đã trên 1000 vạn kim tệ. Một viên giả thần của những tông môn này quả thật không phải là bình thường. Tổng chủ, vậy thì thứ hai và thứ ba thì sao? Lục Tiêu Du nhanh chóng hỏi. Không có, chỉ có quán quân mới có. Đây chỉ là thưởng cho đệ tử đặt quán quân mà thôi. Mà Tam Tông Tứ Môn chúng ta cũng có tiền đặt cược khác. Đó chính là vô luận một tông môn nào, nếu như 5 lần liên tục không có đệ tử tiến vào top 3, vậy thì phải giao cho mỗi một môn phái khác 3 bộ vũ khí huyền cấp cao dài. Đồng thời cũng mất trong mỗi môn phái 5 khỏa đàn dược thất phẩm. Mà Vân Dương Tông chúng ta 4 lần trước cũng không có đệ tử tiến vào top 3. Ánh mắt của Vân Khiếu Thiên đảo qua 5 đệ tử tham dự đại hội Tam Tông Tứ Môn rồi nói. Nghe Vân Khiếu Thiên nói vậy, sắc mặt 4 vị trưởng lão và mấy vị hộ pháp không khỏi trầm trọng. Nếu như Vân Dương Tông thua nữa, bọn họ thân là trưởng lão và hộ pháp của Vân Dương Tông trên mặt cũng không có ánh sáng. Nếu như có thể chiếm được quán quân thì giàu to rồi. Lúc này, Lục Tiêu Du cũng nghĩ tới chỗ tốt mà quán quân có thể đạt được. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, vị trí quán quân này chỉ sợ cũng không dễ dàng đạt được. Dù sao hiện tại, hắn cũng chỉ là vũ tướng nhất trọng mà thôi. Lục Tiêu Du thầm nghĩ trong lòng, nếu như hắn tu luyện sớm 3 năm, cho dù là 2 năm, thực lực hiện tại của hắn cũng không chỉ dừng lại ở vũ tướng nhất trọng. Thế nhưng đổ thừa mình cất bước quá muộn thì không được. Đám đệ tử trong Tam Tông Tứ Môn này đều được bồi dưỡng từ nhỏ. Hắn mới tu luyện 3 năm, bảo hắn lấy được quán quân quả thực vô cùng khó khăn. Được rồi, ta tiếp tục nói chút quy tắc của đại hội Tam Tông Tứ Môn cho các người nghe một chút. Ngày mai bắt đầu rồi, cho nên các người chú ý một chút. Dương trưởng lão dưới sự đồng ý của Vân Khiếu Thiên lập tức nói tiếp. Đại hội tổng cộng có 6 ngày, dựa theo nhân số năm trước mà đoán, tổng cộng sẽ có 50 đến 60 người tham gia. Ngoại trừ đệ tử Tam Tông Tứ Môn chúng ta ra, những thế lực khác sẽ phái người tham dự. 10 mấy người còn lại này, thậm chí sẽ có người đến từ thành Ma Vân và Cổ Vực, thiên phú và thực lực không dưới các ngươi, cho nên ngàn vạn lần không thể sơ ý. Dưới sự giảng giải của Dương trưởng lão, Lục Tiêu Du hiểu được đại hội Tam Tông Tứ Môn này diễn ra trong vòng 6 ngày. Ngày đầu tiên tiến hành rút thăm đấu. Đến lúc đó, nhân số sẽ giảm đi, cũng chỉ có 20 mấy người thắng mà thôi. Mà ngày thứ hai lại tiếp tục rút thăm đấu. Đến lúc đó, cũng chỉ còn lại 10 mấy người. Ngày thứ ba cũng như vậy. Đến lúc đó, không còn đủ 10 mấy người. Ngày thứ tư tiếp tục rút thăm đấu. Mà kệ có bao nhiêu người, đến lúc đó cũng chỉ còn có 3 người khi tới ngày thứ năm. Mà 3 người này cũng là 3 người trong top 3 đại hội. Mà trong 4 ngày này, mỗi người trên cơ bản đều đấu 1 trận, đủ công bằng. Nếu như một ngày đấu mấy trận mà nói, tiêu hao cũng không theo kịp. Nếu như trong trận đấu, 2 vũ giả cùng cấp với nhau, một người bị tiêu hao không còn, một người không bị tiêu hao đấu với nhau, vậy thì vô cùng bất lợi. Trong ngày thứ 5, từ 3 người chọn ra 2 người đấu với nhau, người thắng trong ngày thứ 6 sẽ đấu với người còn lại, tranh đoạt vị trí quán quân. Quán quân thu được phần thưởng là một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai từ mỗi một môn phái khác, còn có 5 khỏa đàn dược ngũ phẩm cao dài. Sau khi giảng giải những điều này, Vân Khiếu Thiên lại nói 5 người nên chú ý một chút. Lúc này Vân Dương Tông không thể thua nữa. Nếu như không có đệ tử tiến vào top 3, không chỉ đã thua một chút vũ khí và đan dược, quan trọng là mặt mũi, danh tiếng của Vân Dương Tông cũng bị đả kích lớn. Sau này đi ra ngoài cũng khó ngẩng mặt lên được. Sau 1 canh giờ, mọi người mới tản đi, mà 5 người tham dự đại hội Tam Tông Tứ Môn lần này, cả đám đều xoa tay không ngừng. Mặc kệ thế nào, coi như là thắng một hồi cũng có thể nhận được một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Vô Song tỷ, chúng ta đi ra ngoài mua sắm một chút, dù sao đi nữa thời gian cũng vẫn còn sớm. Ra khỏi đại sảnh, Vân Hồng Lăng nhìn sắc trời, lúc này cũng đã qua buổi trưa. Nàng nhất thời nổi lên tâm tư muốn ra ngoài mua sắm. Tốt lắm, ta cũng muốn đi ra ngoài xem thành Thiên Kiếm này rốt cuộc náo nhiệt như thế nào. Đôi mắt xinh đẹp của Lục Vô Song sáng ngời. Đối với việc đi dạo phố này, nữ nhân nào mà không có hứng thú. Tiểu tặc, người đi cùng chúng ta. Vân Hồng Lăng đi tới bên người Lục Tiêu Du rồi nói. Lục Tiêu Du nhướng mày nói tiếp, ta không đi đâu. Nữ nhân đi dạo phố, Lục Tiêu Du hắn không có hứng thú đi cùng. Đây là đi làm khổ sai cho bọn họ thôi mà, đi làm gì cho mệt người cái chứ. Không được, ngươi phải đi theo ta và Vô Song tỷ. Vân Hồng Lăng tay phải lôi kéo Lục Tiêu Du, tay trái lôi kéo Lục Vô Song, nhanh chóng đi ra bên ngoài. Lục Tiêu Du bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đi theo hai người tiến về ngoại thành thành Thiên Kiếm mua sắm. Trong hành lang ngoài đại sảnh, lúc này có hai đạo thân ảnh xuất hiện ở đó, chính là Vân Khiếu Thiên và Tạ Trưởng Lão. Tổng chủ, Hồng Lăng và Vô Song đều có quan hệ không cạn với Lục Tiêu Du. Lẽ nào người cũng đồng ý cho Hồng Lăng sao? Tạ Trưởng Lão nhìn về phía Vân Khiếu Thiên, ý tứ rất rõ ràng. Hồng Lăng dù sao cũng là tiểu thư của Vân Dương Tông, nếu như cùng người khác thờ một chồng cũng không tốt cho lắm. Vân Khiếu Thiên thở dài nói, Lục Tiêu Du, cái tên tiểu tử này đầu chỉ có Vô Song. Tuy rằng trong lòng của ta không muốn Hồng Lăng như vậy, thế nhưng chuyện của thanh niên ta cũng không quản nhiều. Chỉ cần tiểu tử này sau này không khi dễ Hồng Lăng, ta cũng không có ý kiến. Tuy thanh niên bọn chúng muốn quyết định thế nào thì tùy bọn chúng thôi. Nói như vậy, tông chủ đồng ý rồi sao? Tạ Trưởng Lão ngạc nhiên hỏi. Vậy nếu không thì thế nào? Tiểu tử Lục Tiêu Du này ta muốn quản cũng không quản được. Những đệ tử cùng lứa trong Vân Dương Tông, Hồng Lăng nhà ta cũng không nhìn vào mắt, ta cũng không có biện pháp nào. Vân Dương Tông lạnh nhạt lại nói, trong mắt hiện lên thâm ý mà thường nhân khó có thể thấy được. Lục Tiêu Du theo hai nàng rời khỏi đình viện, lập tức đi ra khỏi nội thành thành Thiên Kiếm. Dưới sự dẫn đường của một đệ tử Thiên Kiếm Tông, đi thẳng vào trong thành. Đi qua một con đường không ngắn, trong tai ba người lập tức xuất hiện thành âm ầm ĩ, một con đường xuất hiện trong tầm mắt ba người. Trên đường lúc này, có người người tấp nập, tiếng động lớn phổ thiên cái địa từ trong đó truyền ra, quanh quẩn trong không gian. Đó là thành Thiên Kiếm sao? Nhìn con đường lớn này, Lục Tiêu Du cũng có chút hoài ý muốn. Người trên đường quả thực nhiều nha. Lúc này trên đường tràn ngập người đi lại. Lục Tiêu Du cũng không biết, thành Thiên Kiếm hiện giờ càng gần ngày đại hội Tam Tông Tứ Môn, lưu lượng người cũng ngày càng kinh khủng. Không chỉ có ban ngày, coi như là buổi tối, tiếng động lớn cũng xôn xao rung trời. Nhân khẩu trong thành Thiên Kiếm hiện tại so với bình thường đã hơn gấp 10 lần. Mà theo dòng người tiến vào, trong thành Thiên Kiếm cũng có không ít hạng người hỗn tạp, coi như là thế lực của Thiên Kiếm môn khổng lồ. Thế nhưng cũng vô pháp quản lý được những người tam lưu cửu giáo này. Đương nhiên, đám người này cũng không dám đi trêu chọc Thiên Kiếm môn. Mà lúc này, Lục Tiêu Du cũng đã kiến thức được chân khí của thành Thiên Kiếm này. Nơi nơi đều là người, trái phải con đường có vô số cửa hàng, bên ngoài còn có không ít thương nhân vỉa hè, vô cùng náo nhiệt. Cũng có không ít người mặc y phục quái dị. Từ trong miệng Lục Vô Song thì Lục Tiêu Du mới biết những người mặc y phục quái dị này đều là một ít người dị tộc, thậm chí là nửa dã nhân vô cùng khó chọc vào. Nếu như chọc vào bọn chúng sẽ liều mạng với người. Đi theo hai nàng ấy, ba người tới đường cái, sau đó tốc độ chậm lại, nhàn nhã dạo chơi trên đường. Hai nàng đi vào trong đường, đặc biệt là Vân Hồng Lăng, dường như cái gì cũng tò mò, không ngừng chạy qua chạy lại giữa các cửa hàng và sạp vỉa hè. Thỉnh thoảng thấy vật mới lạ, cũng không quản là thứ gì, liền lập tức mua ngay. Cùng hai nàng đi dạo phố, Lục Tiêu Du cũng đánh giá toàn bộ tòa thành Thiên Kiếm. Nếu như kiến trúc liền miên không ngừng, thành Thiên Kiếm này so với thành Quỷ Vũ trong Cổ Vực quả thực còn lớn hơn rất nhiều. Giống như là mênh mông vô bờ, là một đại thành to lớn tới mức khiến cho Lục Tiêu Du không khỏi sợ hãi thầm than. Mà có lẽ bởi vì Thiên Kiếm môn, cho nên Lục Tiêu Du thấy không ít cửa hàng buôn bán kiếm, mà trong dòng người vũ giả cầm kiếm cũng chiếm đại đa số. Thỉnh thoảng, trên đường cái còn có một ít đệ tử mặc khôi giáp của Thiên Kiếm môn đi tuần tra. Tất cả đều thống nhất theo kiếm sau lưng. Trên đường cái, các con đường nhỏ cắt ngang nối với nhau, giống như là một mạng nhện. Quy mô rộng lớn khiến cho hắn không khỏi sợ hãi thầm than. Lục Tiêu Du tỉ mỉ quan sát mới phát hiện ra tài liệu Thiên Kiếm môn xây thành không ngờ đều là một loại nham thạch cực kỳ khó tìm kiếm. Loại nham thạch này vô cùng cứng rắn, ngay cả vũ sư cũng khó có thể đánh nát. Ngay cả con đường trên mặt đất cũng là do loại nham thạch này làm ra. Loại nham thạch này tuy rằng không phải là thứ trân quý gì, thế nhưng đây không phải là một số lượng nhỏ. Tìm nhiều nham thạch như vậy để xây thành tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng gì. Lục Tiêu Du sợ hãi than, đồng thời cũng nhìn kỹ trong đám người tấp nập này, thực sự dạng người nào cũng có vẻ vô cùng hỗn loạn. Có không ít người thực lực cũng không lệ lắm, xen lẫn trong đám người có không ít vũ phách và linh giả. Nhìn đám đệ tử Thiên Kiếm môn thi thoảng tuần tra trên đường, Lục Tiêu Du nhíu mày, dạng người nào cũng có, chỉ sợ gần đây trong thành Thiên Kiếm cũng không quá thái bình. Tuy rằng thực lực của Thiên Kiếm môn rất mạnh, thế nhưng cũng không thể ngăn chặn hết được đám người Tam Lưu Cửu Giáo này. Chỗ nào có người chỗ đó sẽ có hỗn loạn, giống như là địa phương có ánh sáng thì sẽ có bóng tối vậy. Nơi này có đủ loại người, muốn không hỗn loạn cũng khó. Chỉ là Lục Tiêu Du cũng không bất ngờ cho lắm. Trong cổ vực vô cùng hỗn loạn, trong xương cốt của hắn cũng vô cùng thích sự hỗn loạn như vậy. Chỉ sợ rằng trong thành Thiên Kiếm này, cho dù có hỗn loạn thế nào cũng bị Thiên Kiếm môn áp chế, cũng không thể hỗn loạn thêm được nữa. Mà trong cổ vực kia mới thực sự là hỗn loạn, tất cả đều không có quy tắc, tất cả dùng thực lực mới nói chuyện. Lục Tiêu Du của bản thân hắn cũng chỉ có thể thích hợp với cổ vực mà thôi. Trong đầu hai nàng lúc này đương nhiên sẽ không suy nghĩ giống Lục Tiêu Du, không ngừng xuyên qua các cửa hàng. Cái gì hiếu kỳ đều muốn đi nhìn một chút. Lúc này hai nàng cũng đã hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn vào mình. Hai nàng đều là nữ tử tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành. Lục Vô Song thanh nhã cao quý, Vân Hồng Lăng khả ái mang theo sự mê hoặc. Nữ tử như vậy xuất hiện trên đường, sẽ có mấy người nhịn được chứ. Hai nàng cũng không phải là thứ mà mấy nữ tử bình thường trên đường có thể so sánh. Cho đến một lát sau, cảm giác có nhiều ánh mắt nhìn vào mình, Lục Vô Song có chút không được tự nhiên, sắc mặt xa sầm xuống, ánh mắt mang theo hàn ý nhìn về phía trước, nhất thời khiến cho vô số ánh mắt không dám nhìn nữa. Thiếu Du, Hồng Lăng, chúng ta đổi một con đường khác đi. Lục Vô Song cảm giác chung quanh mình có vô số ánh mắt nhìn vào, đã bắt đầu không muốn đi dạo trên đường nữa. Cũng được thôi, Lục Tiêu Du nói, hắn khẽ cười khổ một cái. Hắn cũng cảm giác được chung quanh có không ít ánh mắt nhìn vào hai nàng. Chuyện này cũng không có biện pháp, ai bảo hai nàng đều có dùng mạo khuynh quốc khuynh thành làm chi. Cái gì mà hồng nhan họa thủy, rốt cuộc hắn cũng đã hiểu. Vân Hồng Lăng bây giờ cũng không chú ý tới những ánh mắt chung quanh, thế nhưng nhìn thấy hai người muốn đổi sang con đường khác, cho nên cũng không có ý kiến gì. Ba người sau khi đổi sang một con đường khác, con đường này cũng vô cùng tấp nập. Trên đường vang lên tiếng rào lớn, tiếng nói chuyện ầm ĩ xôn xao. Tất cả mọi âm thanh hội tụ lại, quanh quẩn giữa không trung. Ba người chậm rãi đi trên đường. Hai nàng cầm một cửa hàng xiêm y, nhanh chóng bỏ lại Lục Tiêu Du rồi đi vào trong đó. Mà Lục Tiêu Du đối với thứ này cũng không có hứng thú, cũng đi tới cửa hàng buôn bán binh khí và đan dược bên cạnh. Quy mô của cửa hàng này cũng không nhỏ, chừng vài trăm thước. Bên trong, thứ gì cũng có đầy đủ. Đan dược, dược liệu, binh khí, tài liệu luyện khí, vũ khí đều có bán, đủ loại, rực rỡ muôn màu. Lục Tiêu Du đi vào khu vực dược liệu thì thấy một cây thất diệp thảo. Đây là một loại tài liệu luyện chế đao dược, hiếm thấy đấy. Lục Tiêu Du bây giờ nhanh chóng mua lấy thất diệp thảo này. Lo trước còn hơn là lo sau, không chừng lần sau có việc cần dùng tới. Mà giá trị của thất diệp thảo này cũng không hề rẻ, 9 vạn kim tệ. Tuy rằng giá trị bất phàm, thế nhưng hiện tại Lục Tiêu Du cũng không thiếu tiền, cũng không có bao nhiêu dò dự, lập tức xuất tiền ra mua ngay. Ngay khi Lục Tiêu Du đưa ra khỏi cửa hàng, lúc này đã thấy bên ngoài cửa hàng bên cạnh có không ít người vây quanh, từng tiếng cười rầm rã truyền ra. Tiểu cô nương, các người đi đâu vậy? Đi bồi chúng ta uống rượu một lát được không? Nữ nhân này quả thực tươi ngon mọng nước, quả thực là mặt hàng cực phẩm, so với đám nữ nhân trong kỹ viện kia còn khá hơn đấy. Ta thích, hai vị tiểu thư bồi chúng ta du ngoạn nha. Vẻ mặt Lục Tiêu Du xa sầm, nhanh chóng chen vào trong đám người, trong lòng dường như đã đoán được thứ gì đó. Chen vào trong đám người, trước mắt Lục Tiêu Du lập tức xuất hiện hơn 10 người vạm vỡ đang ngăn cản trước người hai nàng Lục Vô Song và Vân Hồng Lăng. Đám người này toàn thân mặc y phục màu trắng, hai cánh tay lộ ra, thoạt nhìn vô cùng mạnh mẽ. Vẻ mặt của Lục Tiêu Du tối đen, thân ảnh xuất hiện bên người hai nàng ấy. Các người cút ra cho bổn tiểu thư, bằng không bổn tiểu thư sẽ không khách khí với các người đâu. Thanh âm của Vân Hồng Lăng lại vang lên. Cô nàng này thật là ghê gớm, đại gia thích, như thế mới có hương vị. Vân Hồng Lăng quát lên, khiến cho mười mấy đại hán này càng thêm hưng phấn, không ngớt từng tiếng cười dầm tiện truyền ra, vô cùng kiêu ngạo. Thiếu Du! Nhìn thấy Lục Tiêu Du đến, Lục Vô Song nhướng mày rồi lập tức đi tới bên người Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du đi trước người hai nàng rồi nói, hai nàng không có việc gì đấy chứ? Không có việc gì, nhưng mà đám hỗn đản này quá ghê tởm. Vân Hồng Lăng khẽ nói, sắc mặt vô cùng tức giận. Lúc này đám người vây xem xung quanh càng ngày càng nhiều. Chỉ cần địa phương nào có người, vĩnh viễn không thiếu đám người thích xem náo nhiệt. Nhìn thấy hai vị nữ tử tuyệt sắc bị đùa giỡn chung quanh, còn có không ít người lớn tiếng phụ họa. Trong đám người cũng không ít người cười lớn. Điều này khiến cho mười mấy đại hán này càng ngày càng lớn mật. Lúc này nhìn thấy bên người hai nàng xuất hiện một thanh niên trai trai. Cả đám nhíu mày rồi có một đại hán đứng đầu cười nói. Hai vị mỹ nhân hóa ra là yêu thích tiểu tử mặt trắng như chư dứt sữa này ra. Không sao, ta sẽ chăm sóc cho hắn. Lục Tiêu Du ngẩng đầu nhìn về phía 13 đại hán kia. Nữ nhân của hắn há có thể để cho những người khác động vào. Cho dù có ý cũng như không được. Ánh mắt của hắn lạnh lên rồi nói. Mỗi người móc một con mắt xuống sau rồi cút cho ta. 13 đại hán này tức thì sửng sốt. Đám người vây xem chung quanh cũng vô cùng kinh ngạc. Dường như bọn họ cảm thấy Lục Tiêu Du vô cùng lớn mật. 13 đại hán sau khi sửng sốt lập tức nhìn nhau cười phá lên. Đại hán dẫn đầu lắc cánh tay nói. Tiểu tử chưa dứt sữa này, có lẽ là người nói nhầm rồi. Ta cho người một cơ hội nữa, tự mình cắt bỏ đầu lưỡi của mình. Ta để cho người một con đường sống. Bằng không, đại gia ta sẽ chém ngươi thành 18 khối. Đại hán này còn chưa dứt lời nói. Trong nháy mắt, hai tay bưng lấy cổ của mình. Trong mắt hắn đột nhiên xuất hiện một bàn tay nhanh như thiểm điện đánh tới. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã có một cỗ khí tức nóng bỏng trên cổ. Hô hấp khó khăn, một lỗ máu từ sau cổ tuôn ra. Không ngờ lại còn lớn lối, vậy thì chết cả đi. Trong mắt Lục Tiêu Du hiện lên sát khí. Vừa nói xong, chân khí dưới chân run lên, vòng xoáy chợt lóe lên, thân ảnh như quỷ mị biến mất tại chỗ. Không có mấy người có thể nhìn thấy rõ thân ảnh của Lục Tiêu Du. Trong ánh mắt mọi người chỉ có thể nhìn thấy những hư ảnh như quỷ mị và một dấu tay nóng bỏng nhanh như thiểm điện xẹt qua không gian tạo thành tiếng xé gió. Là cường giả, chạy mau! Tiếng động liên tiếp vang lên ngay khi những đại hán này phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt lập tức kinh hãi. Trên cổ mỗi người đều có một lỗ máu. Máu phụt ra là một cỗ thi thể lập tức ngã xuống mặt đất. Trong đám người lúc này có 3 đạo thân ảnh ngã xuống. Trong bì tầm còn có một lỗ đen đang tràn ra máu tươi. Mà ba người này, đám người chung quanh đều biết. Ba người này là 3 người vừa rồi tham dự đùa giỡn hai nữ tử tuyệt mỹ kia. Trên mặt đất lúc này có 16 cỗ thi thể. Trên 16 cỗ thi thể đều có một lỗ máu đang tràn ra máu tươi. 13 đại hán kia không có một ai có thể chạy thoát. Có người chạy được chưa tới 2 bước đã bị đánh chết. Nhìn thấy một màn này, đám người chung quanh tức thì kinh hãi. Hóa ra, thanh niên trẻ tuổi này không ngờ lại là cường giả kinh khủng như vậy. 16 người trong nháy mắt đã bị đánh chết cả. Đây là do các người muốn chết. Vân Hồng Lăng quát lên một tiếng. Trong nháy mắt, một cây trường tiên xuất hiện trong tay. Tiên ảnh đột nhiên giống như linh xà xuất động bắn về phía trước. Phanh! Phanh! Âm thanh liên tiếp vang lên. Đầu của mấy thi thể kia nhanh chóng chia lìa với thân thể. Mọi người chung quanh không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Hóa ra, nữ tử tuyệt mỹ này không ngờ lại độc ác như vậy. Mười mấy người này hôm nay vận khí không tốt cho lắm, không ngờ lại trêu phải hai sát tình như vậy. Được rồi, Hồng Lăng, đừng làm tay mình bẩn thêm nữa. Lục Tiêu Du thu hồi chân khí, quay sang nhìn Vân Hồng Lăng nói. Ánh mắt nhìn vào đám thi thể, khẽ thở ra một hơi, sắc mặt không chút biến hóa. Hai tên vũ phách nhất trọng, một tên vũ phách nhị trọng, mười mấy vũ sư. Loại thực lực này hắn muốn giết quá là dễ dàng, căn bản không có chút khó khăn nào cả. Nếu như đây là ở Vân Dương Tông, ta nhất định phải tru di cửu tộc của bọn chúng. Vân Hồng Lăng thu hồi trường tiên, giận dữ nói một tiếng. Được rồi mà Hồng Lăng, người cũng đã giết, coi như hết, đừng có nóng giận làm gì nữa, chỉ tổ thêm mệt nhọc thân người thôi. Lục Tiêu Du bây giờ khẽ mỉm cười mà nhìn nàng nhíu mày. Giết những người này, trong lòng của nàng cũng không cảm thấy không đành lòng gì, chỉ là mùi máu tươi này làm nàng không thích. Nhìn một màn này, vốn những ánh mắt tham lam nhìn vào thân ảnh hai nàng nhanh chóng rời đi chỗ khác. Trong lòng chợt lạnh lẽo, cũng không dám liếc mắt nhìn hai nàng nữa. Bọn họ rất sợ màn trước mắt này sẽ ứng vào bọn họ. Trong đại hội Tam Tông Tứ Môn, ai dám đến gây sự. Lúc này, đoàn người vội vàng tránh ra một con đường. Lúc này có 20 mấy người mặc khôi giáp, trên đường đèo thành kiếm tiến vào trong, là đệ tử Thiên Kiếm Môn. Cả đám nhìn thi thể trên mặt đất rồi nhìn vào 3 người Lục Tiêu Du đang đứng đó. Những người này là 3 người các ngươi giết phải không? Một đệ tử có lẽ là đầu lĩnh trong đám người Thiên Kiếm Môn đi tới trước mặt ba người Lục Tiêu Du rồi hỏi. Dường như cảm nhận được ba người khí độ bất phàm, không giống như người bình thường. Tuy nhướng mày, thế nhưng thái độ vẫn tốt hơn một chút. Không sai, chính là chúng ta giết. Lục Tiêu Du nhàn nhạt nói ra. Hắn quan sát thành viên đệ tử Thiên Kiếm Môn này, thực lực vũ tướng nhất trọng đã được coi là vô cùng mạnh rồi. Phỏng chừng là đệ tử lâu năm của Thiên Kiếm Tông, hoặc là người của chấp pháp đội giống như Vân Dương Tông vậy. Trong đại hội Tam Tông Tứ Môn cấm việc giết chóc, các người là ai? Mời đi theo chúng ta một chuyến. Sắc mặt người thanh niên này trầm xuống nhìn ba người nói chuyện. Khá lắm Thiên Kiếm Môn. Vân Hồng Lăng khẽ nói một tiếng, trong nháy mắt móc ra một miếng ngọc bội trên người rồi nói. Đường đường là Thiên Kiếm Môn, không ngờ để cho bản tiểu thư đi dạo cũng không được yên. Chờ sau khi ta gặp trưởng môn nhà các ngươi, ta muốn hỏi chuyện một chút, rốt cuộc tại sao thành Thiên Kiếm đại loạn như vậy? Thiên Kiếm Môn không biết có phải là một trong Tam Tông Tứ Môn chúng ta hay không? Hóa ra là bằng hữu Vân Dương Tông quấy rầy tới chư vị, quả thực là xin lỗi, chuyện này nhất định ta sẽ trả ra rõ ràng. Vị thanh niên đầu lĩnh kia nhìn thấy ngọc bội trong tay Vân Hồng Lăng lập tức hành lễ. Hắn ta hiểu rõ, trong khoảng thời gian này, nhiều người của Tam Tông Tứ Môn tới đây, nhìn niên kỷ ba người quá nửa là đệ tử thân truyền tham gia đại hội Tam Tông Tứ Môn. Địa vị so với bọn họ cao hơn, cho nên không thể đắc tội được. Mà trong thành Thiên Kiếm lại để cho những đệ tử Tam Tông Tứ Môn khác xảy ra chuyện, lại nói thành Thiên Kiếm trị an không hỗn loạn, cũng sẽ ảnh hưởng tới mặt mũi của Thiên Kiếm Môn. Các người còn muốn mang ta trở về không? Lục Tiêu Du nhàn nhạt hỏi thanh niên đầu lĩnh. Không dám, nếu như bà vị gặp phải chuyện gì không thuận lợi thì có thể tùy thời báo cho chúng ta. Người thanh niên này đâu còn dám dẫn ba người trở về. Vừa rồi, hắn nghe nói tổng chủ Vân Dương Tông đã tới Thiên Kiếm Môn. Nếu như dẫn ba người này trở về, chỉ sợ người xui xẻo là hắn thôi. Vậy thì chúng ta đi trước đây. Lục Tiêu Du nói xong, mang theo hai nàng chậm rãi rời đi. Đây là đám tạp trùng của Thiên Lang Bang. Truyền lệnh xuống từ giờ trở đi, nhìn tới tên đệ tử Thiên Lang Bang nào dám gây sự trong đại hội Tam Tông Tứ Môn thì giết chết bất luận tội. Ngay khi ba người Lục Tiêu Du rời đi, thanh niên đầu lĩnh Thiên Kiếm Môn kia cả giận nói. Hóa ra, ba người kia là người của Vân Dương Tông, phòng chừng là đệ tử thân truyền tới tham dự đại hội Tam Tông Tứ Môn. Đám người Thiên Lang Bang này quá không may mắn rồi, chọc tới ai không chọc, lại chọc tới người Vân Dương Tông. Đám người Thiên Lang Bang này chết cũng đáng. Trong khoảng thời gian này vô cùng ngang ngược, trong thành Thiên Kiếm mà dám làm như vậy, quả thực là muốn tìm chết. Đám người xem chung quanh không ngừng nghị luận, ánh mắt nhìn về phía bóng lưng của ba người Lục Tiêu Du đều âm thầm thay mắn mà mình không chọc tới ba người kia. Vốn tâm tình cũng không tệ, hiện tại lại không còn chút tâm tình nào đi dạo nữa. Vân Hồng Lăng chu miệng, cơn giận còn chưa hết. Được rồi mà Hồng Lăng, người đã chết rồi, muội cũng đừng tức giận nữa. Lục Vô Song lên tiếng an ủi Vân Hồng Lăng. Các nàng thế nào rồi? Có muốn về hay là không? Lục Tiêu Du nói với hai nàng. Vốn ta muốn đi mua sắm một chút, hiện tại lại không có tâm trạng nữa rồi. Chúng ta trở về đi. Ngày mai chính là đại hội Tam Tông Tứ Môn. Chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút. Lần này Vân Dương Tông chúng ta nhất định phải vào top 3. Đi thôi. Lục Tiêu Du nói. Thời gian cũng không sai biệt lắm. Ba người cũng nên trở về rồi. Một lát sau, đi qua một con đường, trong đám người nhộn nhịp kia dường như đang quay lại, không biết là đang xem cái gì. Tiểu tặc, chúng ta qua nhìn chúng, nói không chừng có náo nhiệt đấy. Vân Hồng Lăng vừa rồi không có tâm tình đi dạo phố, lúc này lại lập tức hăng hái nói ra. Cẩn thận một chút, Lục Tiêu Du còn chưa dứt lời, nhà đầu này đã vô cùng hưng phấn, lọt về phía trước. Lục Tiêu Du vô cùng bất đắc dĩ, sau khi nhìn Lục Vô Song một cái, rồi cũng chỉ có thể lập tức chạy theo. Sử muội, muội nhìn xem cái này thế nào, đây chính là thiền điền tình ngọc đấy, nếu như để nó dùng làm đồ trang sức, nhất định sẽ rất đẹp đấy. Trong một cửa hàng bán binh khí đan dược, lúc này có không ít người quây quanh, bởi vì lúc này trong cửa hàng có sự xuất hiện của một nữ tử khiến cho bất luận nam nhân nào nhìn vào cũng phải xịt máu mũi. Nữ tử này ăn mặc quá mức nóng bỏng, bất luận một nam nhân nào liếc qua cũng không thể rời mắt đi được. Lúc này, nữ tử nóng bỏng kia đang ở trong cửa hàng chọn cái gì đó. Ngay cả mấy tiểu nhị trong cửa hàng cũng đang ngây người cố gắng để mong mũi mình không chảy ra. Một thanh niên mặc hoa phục màu trắng đang đi theo bên người nữ tử này, tay cầm một khối tinh ngọc thạch giá trị xà xỉ đang xun xoe không ngớt, hai mắt thì thoảng đảo qua thân hình nóng bỏng của nữ tử kia. Sư huynh, thiên điền tinh ngọc này ta không quá thích, chúng ta đi thôi. Nữ tử nóng bỏng lại không để ý tới con mắt của đám người chung quanh, chậm rãi đi ra ngoài. Ồ, ta lại tưởng có gì náo nhiệt, hóa ra làng ấm nữ nhân thôi mà. Vân Hồng Lăng chui vào trong đám người, lập tức nhìn thấy một nữ tử nóng bỏng trong cửa hàng, lập tức thất vọng ngay. Thế nhưng ánh mắt cũng phải quét qua người nữ tử này vài lần. Nữ nhân này ăn mặc quả thực khiến cho ngay cả nữ nhân như nàng cũng phải nhìn qua vài lần. Vô cùng nóng bỏng đấy. Hồng Lăng vội cẩn thận một chút, chúng ta trở về thôi. Lục Vô Song, Lục Tiêu Du bây giờ lập tức đi tới bên người Vân Hồng Lăng. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lúc này cũng nhìn về phía nữ tử nóng bỏng kia. Nhìn nữ tử nóng bỏng này, vẻ mặt Lục Tiêu Du biến đổi, lẩm bẩm nói, là nàng, Lam Linh sao? Chỉ thấy nữ tử này mặc một bộ trang phục kỳ lạ, bao phủ toàn thân, thế nhưng bộ ngực trên người thì chỉ bao phủ được có một nửa, lộ ra đôi ngọc thỏ cao vút, cũng hiện ra chiếc eo thon nhỏ trắng nõn cực kỳ mềm mại, giống như chỉ cần cố sức một chút sẽ khiến cho nó đứt rời ra ngay vậy. Điều đó quả thật là hấp dẫn. Bước đi của nữ tử này giống như một đầu linh xà không ngừng di chuyển, làm hiện ra đường cong mềm mại trên thân thể nàng ấy. Mà phía dưới, chiếc quần bao phủ lấy đôi chân thon dài, bao bọc cái mông tròn vành lên, toàn thân vô cùng nóng bỏng, mê hoặc. Mà ở bên hông của nữ tử này còn có một cái túi da, trên đó có một thanh chủy thủ, càng khiến cho nữ tử này toát ra một cỗ khí thế giống như là một đầu sói mẹ trong rừng rậm vậy. Khi nhìn thấy nữ tử khiến cho người ta khôi máu này, Lục Tiêu Du nhanh chóng nhận ra đó chính là Lam Linh, khi trước ở trong Sơn Mạch Vụ Đô. Lúc này Lam Linh cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Tiêu Du, nhìn thân ảnh màu xanh kia, trên khuôn mặt kiên nghị luôn mang theo tiêu ý dày đặc, sắc mặt Lam Linh đột nhiên đại biến. Bốn mắt nhìn nhau, trong sát na, chung quanh giống như là tĩnh lặng hẳn, cả hai đều nhìn về phía đối phương. Lúc này trong lòng Lục Tiêu Du nhớ tới trong Sơn Mạch Vụ Đô, thiếu chút nữa đã bị nữ nhân này giết chết. Trong lòng không khỏi tức giận. Lục Vô Song và Vân Hồng Lăng vốn định rời đi, thế nhưng lúc này nhìn theo ánh mắt của Lục Tiêu Du thì lập tức thấy hắn và nữ tử kia đang nhìn nhau. Vân Hồng Lăng lập tức chủ miệng. Đã lâu rồi không gặp, không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp được ngươi. Lúc này, sắc mặt của Lam Linh khẽ biến, cũng đã chậm rãi đi tới bên người Lục Tiêu Du. Ánh mắt không khỏi nhìn vào Lục Vô Song và Vân Hồng Lăng bên người Lục Tiêu Du. Trong đôi mắt xinh đẹp kia hiện lên sự kinh ngạc. Quả thực đã lâu không gặp, quả thực ta còn phải đa tạ nàng một lần. Lục Tiêu Du nhàn nhạt nói ra, hắn ta cũng không phải loại người tức giận thì lập tức biểu hiện trên mặt. Vì vậy lúc này, sắc mặt của hắn cũng không có bao nhiêu biến hóa. Huống chỉ đối phương bước đến chào hỏi trước, quả thực vẫn nên trả lời một câu. Chút khí độ đó hắn vẫn phải có. Người không sao là tốt rồi. Quả thực ta không nghĩ tới, người sẽ trộm lòng quyển phượng, khiến cho ta toi công một hồi. Ánh mắt của Lam Linh từ trên người Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng thủ liệm lại. Ánh mắt lại rơi vào người Lục Tiêu Du. Đây là báo ứng của nàng thôi. Lục Tiêu Du cũng nói, cũng chỉ có hắn biết Lam Linh đang nói gì. Thực sự cự ly được kéo gần một chút, một mùi hương thơm ngát tràn vào mũi. Lục Tiêu Du nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Lam Linh, da dẻ mịn màng, lại thêm một cỗ dã tính không thể kiềm chế được. Thế nhưng trong lòng của hắn vô cùng hiểu rõ, nữ nhân này chính là độc xà, tuyệt đối không dễ chọc vào. Thiếu Du, ai vậy, người cũng không giới thiệu cho ta một chút. Một thanh âm nũng nịu từ trong miệng Vân Hồng Lăng truyền ra. Thanh âm ôn nhu, kiều mị giống như chim sơn ca hót vậy. Vân Hồng Lăng lập tức thân thiết nắm lấy cánh tay Lục Tiêu Du, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lam Linh. Ánh mắt này, người tinh minh một chút có thể nhìn ra, đây chính là thị uy. Lục Tiêu Du cũng bị thanh âm ôn nhu của Vân Hồng Lăng làm cho hoảng sợ. Nữ nhân điều hòa này có khi nào lại trở nên ôn nhu như vậy? Lập tức, hắn nhìn vào Vân Hồng Lăng cười khổ, nhất định là bình giấm chua đổ rồi. Mà lúc này, chung quanh càng thêm náo nhiệt, ba nữ tử tuyệt mỹ đứng chung một chỗ, đương nhiên càng hấp dẫn ánh mắt của đại đa số nam nhân đang đi lại trên đường. Nàng ta là ai? Lục Tiêu Du kẽ cau mày, cũng không biết nên giới thiệu Lam Linh cho Vân Hồng Lăng thế nào. Mà lúc này, Lam Linh kẽ mỉm cười, trong ánh mắt có chút dị dạng, kẽ cười nói tiếp. Ta gọi là Lam Linh, là đệ tử thân truyền của Vạn Thú Tông, cũng là bằng hữu của Thiếu Du. Không biết cồn đường là người như thế nào với Thiếu Du. hóa ra là đệ tử thân truyền của Vạn Thú Tông. Vân Hồng Lăng lạnh nhạt nói, cũng không đặt vào trong mắt. Nàng đường đường là tiểu thư của Vân Dương Tông, thân phận đương nhiên cao hơn không ít. Cái miệng nhỏ nhắn kẽ mỉm cười. Ta là Vô Song tỷ, đều là hôn thê của Thiếu Du. Chờ tới khi chúng ta thành hôn, người là bằng hữu của Thiếu Du nhất định phải tới tham dự đấy. Lời này vừa nói ra, Lục Vô Song lập tức sửng sốt rồi nụ cười nhợt nhạt, vẫn đứng ở bên cạnh Lục Tiêu Du không nói gì. Lục Tiêu Du bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Vân Hồng Lăng. Từ lúc nào mà hắn trở thành vị hôn phu của nàng? Tuy rằng quan hệ giữa ba người lúc này trong lòng đều tự mình hiểu rõ, thế nhưng cũng nhờ giành chính ngôn thuận. Xem ra là nữ nhân này ăn dấm nặng quá, hoàn toàn đổi thành một người khác. Thiếu Du, chúc mừng người, hóa ra là hai vị hồn thề cỡ đấy. Lam Linh cười nhợt nhạt, ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêu Du, trong mắt có chút dị dạng, chợt lóe lên rồi biến mất. Nàng ta nói, ta đi trước đây, ta vĩnh viễn nhớ kỹ những ngày ta và ngươi sống đường tựa vào nhau. Nói xong, trong mắt Lam Linh hiện lên chút giảo hoạt, cái eo thon kia khẽ lắc một cái chậm rãi rời đi. Tiểu tử, ngươi cùng sư muội của ta có quan hệ gì? Thanh niên mặc hòa phục phía sau Lam Linh đã lớn tiếng, sớm nhìn Lục Tiêu Du không vừa mắt. Ánh mắt khẽ đảo qua hai người Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng không muốn rời đi. Thanh niên này ngay từ đầu nhìn thấy Lục Tiêu Du và Lam Linh nói chuyện với nhau, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nghe hai người nói chuyện dường như có chút quan hệ, cho nên lúc này trong lòng hắn không vui chút nào. Sư huynh, quan hệ giữa ta và Thiếu Du đã là quá khứ rồi, chúng ta đi thôi. Lam Linh ngoái đầu lại nói, ánh mắt xinh đẹp cố ý mang theo một chút thâm tình nhìn về phía Lục Tiêu Du. Sư muội, có phải là tiểu tử này trước đây khi dễ muội không? Nếu như hắn khi dễ muội, sư huynh ta sẽ giúp muội giáo huấn hắn một trận. Nam tử hoa phục kia ân cần nói một câu, ánh mắt hung hăng nhìn về phía Lục Tiêu Du. Vẻ mặt của Lục Tiêu Du trầm xuống, một chiêu này của Lam Linh khi còn ở Sơn Mạch Vụ Đô đã từng thi triển qua. Nàng cố ý để cho thanh niên của Vạn Thú Tông kia ghen, mượn tay đánh mình. Hiện tại đối với người thanh niên mặc y phục màu trắng này cũng như vậy. Lục Tiêu Du bình tĩnh lại, cũng không đáp lời, hắn không thèm quan tâm. Chỉ là Lục Tiêu Du không để ý tới, Vân Hồng Lăng thì không nghĩ như vậy. Nhìn thấy có người ra oai, nàng lập tức nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn động thủ sao? Ngươi có ý tứ gì? Lẽ nào ngươi muốn động thủ à? Thanh niên mặc hòa phục màu trắng này tức tỉ mặt đen lại, dường như không muốn mất mặt trước mặt sư muội, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Vân Hồng Lăng. Động thủ thì động thủ, ta sợ người sao? Vân Hồng Lăng cũng không sợ, vẻ mặt trầm xuống. Trước mặt Vạn Thú Tông ta mà dám kiêu ngạo, nếu như không nể mặt ngươi là nữ nhân, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thanh niên mặc hoa phục màu trắng lạnh nhạt nói một tiếng. Vân Hồng Lăng đang muốn nói thì bị Lục Tiêu Du kéo lại, hắn chậm rãi tiến lên rồi nói, ta vốn định mặc kệ ngươi, thế nhưng nữ nhân của ta há có thể để cho ngươi nói chữ chết. Hiện tại ta xin lỗi còn kịp, bằng không... Trong mắt Lục Tiêu Du hiện lên vẻ lạnh lùng, vốn hắn định không để ý tới, thế nhưng nữ nhân của hắn lại bị người ta uy hiếp như vậy, vậy thì không thể mặc kệ được nữa. Bằng không thì cái gì? Tiểu tử, người có gan lặp lại lần nữa sao? Sắc mặt của thanh niên mặc hòa phục trầm xuống, hắn động thủ với nữ nhân, cho dù thắng cũng không vinh quang gì. Lúc này, nhìn thấy thanh niên áo xanh kia tiến lên, tức thì hung hăng nói, xin lỗi, ta tha cho ngươi, bằng không người sẽ phải hối hận. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói, người thì tính là vật gì cũng dám xuất khẩu ngông cuồng sao? Thanh niên mặc y phục màu trắng quát lên một tiếng, hàn ý trong mắt bắn về phía người Lục Tiêu Du, sắc mặt đột nhiên vô cùng khó coi. Bên này cãi nhau khiến cho ngày càng có nhiều người xúm lại, ánh mắt rơi vào đám người Lục Tiêu Du. Mọi người vừa nhìn thấy cảnh này, lập tức nghĩ đến nhất định là ân oán tranh giành tình nhân, cho nên mới dẫn đến việc động thủ. Một tiếng hừ lạnh truyền ra, ngay khi thanh niên mặc y phục màu trắng kia hừ lên một tiếng, đồng thời chân khí bạo phát, chân khí trong tay run lên, nằm ngón tay uốn lượn, một đạo trảo ấn khiến cho không gian gấp khúc, nhanh chóng bắn về phía Lục Tiêu Du. Một tiểu tử xuất khẩu cuồng ngôn, hắn thần là đệ tử thần truyền của Vạn Thú Tông, đương nhiên sẽ không để vào trong mắt. Vẻ mặt của Lục Tiêu Du lạnh lẽo, thực lực của tên thanh niên này hắn đã biết từ trước, tu vì vũ tướng nhị trọng, thực lực tuyệt đối bất phàm, đủ thấy đệ tử của Vạn Thú Tông cũng không phải là kẻ tầm thường. Lúc này đối mặt với công kích của người thanh niên này, sắc mặt của Lục Tiêu Du vẫn vô cùng bình tĩnh, vũ tướng nhị trọng, hắn cũng không đặt vào trong mắt. Thủ ấn đột nhiên biến hóa, Một đạo hỏa ảnh chỉ cắt ngang không gian, mang theo kình phong sắc bén bắn tới trảo ấn của thanh niên mặc y phục màu trắng kia. Mà lúc này, hai nàng Lục Vô Song và Vân Hồng Lăng nhanh chóng lùi lại phía sau. Lục Tiêu Du xuất thủ, các nàng cũng không chút lo lắng. Ngay cả Lục Vô Song lúc này sắc mặt cũng không có chút lo lắng nào. Nàng rất rõ ràng thực lực hiện tại của Lục Tiêu Du cũng không giống như Lục Tiêu Du mà ai cũng có thể ăn hiếp trong Lục giả kỳ trước nữa. Dưới trảo ấn, chân khí của thanh niên kia rung lên, trực tiếp đem hỏa ảnh chỉ của Lục Tiêu Du chộp vào trong trảo ấn. Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, một cơn nhiệt độ vô cùng kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập trảo ấn. Trong nháy mắt toát ra khói trắng nhẹ nhẹ, một cỗ cảm giác đau nhức truyền tới, sắc mặt thanh niên hòa phục này tức thì âm trầm. Hừ lạnh một tiếng, thanh niên mặc hoa phục màu trắng này thật không ngờ thực lực thanh niên trước mắt này lại mạnh như vậy. Một chiêu khiến cho hắn chịu thiệt thòi. Thế nhưng hắn cũng không phải là người bình thường, không ngờ lại cắn răng nhịn xuống. Tù vì vũ tướng nhị trọng, hắn cũng không phải là kẻ yếu. Thế nhưng lực công kích này so với một đạo trảo ấn vừa rồi lại cách biệt giống như một trời một vực. Lực lượng cuồng bạo bạo phát khiến cho không ít người đứng xem chung quanh nhanh chóng thối lui, sắc mặt đại biến. Sắc mặt của Lục Tiêu Du lúc này hiện lên hàn ý, chân khí dưới chân chợt lóe, vụ quang lược ảnh được thi triển, chân khí dưới chân hóa thành vòng xoáy, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lúc này bàn tay từ trong ống tay áo hiện ra, một đạo thủ ấn nhanh chóng được tạo ra. Đồng thời trong tay hiện lên một đạo quang mang, một cỗ năng lượng vô thiên cái địa thuộc tính thổ nhanh chóng bạo phát, trong nháy mắt hội tụ trong trường ấn kia. Thanh niên mặc bạch y kia cảm nhận được kình phong sắc bén trong nháy mắt hòa mắt, sắc mặt đại biến. Nhưng lúc này, trước mặt thanh niên mặc y phục màu trắng hiện lên một đạo thân ảnh, một đạo trường ấn mang theo tàn ảnh phóng lên cao. Trong nháy mắt, hội tụ thành một đạo trường ấn ầm ầm đánh vào trường ấn của hắn. Phanh! Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, thanh niên mặc bạch y bỗng nhiên cảm giác được cỗ kình khí kinh khủng đột nhiên chạy ào vào trong cơ thể hắn, đem hắn đánh bay về phía sau, nặng nề rơi vào bức tường cách đó hơn 10 thước. Phanh một tiếng, bức tường cứng rắn lúc này cũng không thừa nhận nổi lực lượng mạnh mẽ này. Trong nháy mắt, trên bức tường xuất hiện vô số cái khe, rồi đất đá đổ sụp xuống người thanh niên mặc bạch y kia. Khi thanh niên mặc bạch y từ trên tường rơi xuống, có một tia máu từ trong khóe miệng bắn tràn ra, vẻ mặt không thể tin được, mang theo sự kinh hãi. Bản thân của hắn ta thật không ngờ, tên thanh niên tuổi còn trẻ này thực lực lại cường hãn tới mức như vậy. Hắn là vũ tướng nhị trọng mà đối phương có thể dùng một chiêu đánh hắn bị thương. Lúc này, 5 người đứng xem chung quanh vô cùng kinh hãi. Hai người xuất thủ tạo ra kình phong bắn tứ tung. Mọi người hầu như đều luyện qua võ công. Đương nhiên vô cùng rõ ràng thực lực hai người này đã tới vũ tướng. Mà thanh niên áo xanh kia không ngờ có thể dùng một chiêu đánh bại đối phương như vậy. Trong đôi mắt xinh đẹp của Lam Linh lúc này hiện lên sự kinh ngạc. Vốn nàng muốn thử xem thực lực của Lục Tiêu Du lúc này đã tới đầu rồi. Thật không ngờ thực lực của Lục Tiêu Du lúc này đã mạnh mẽ như vậy, vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên chút dị dạng. Nhìn ánh mắt mọi người chung quanh, thanh niên mặc bạch y kia dường như vô cùng nhục nhã. Huống chi còn có sư muội ở bên cạnh đang nhìn vào. Tiểu tử, ta sẽ cho người biết sự lợi hại của ta. Sắc mặt của người thanh niên này trầm xuống, thủ ấn trong tay bắt đầu biến hóa. Một cỗ khí tức quỷ dị bắt đầu tuôn ra, khí tức quanh thân dường như trong nháy mắt kéo lên. Muốn xuất toàn lực sao? Lục Tiêu Du khẽ cau mày, trong lòng hắn hiểu rõ, thực lực mạnh nhất của đệ tử Vạn Thú Tông đều nằm trên người yêu thú. Bên người mỗi một đệ tử đều có một đầu yêu thú, có thể không chỉ có một đầu. Khi trước Lam Linh còn có thêm một đầu liệt hỏa yêu ưng. Dừng tay, là ai ở đây gây náo loạn? Chẳng lẽ không đặt Thiên Kiếm môn ta vào mắt sao? Một tiếng quát truyền đến, động tĩnh của đám người vây xem chung quanh lúc này đã sớm kinh động tới đội tuần tra của Thiên Kiếm môn. Trong đám người, một đội 20 mấy người đệ tử Thiên Kiếm môn mặc khôi giáp, lưng đeo trường kiếm đi tới. Mà vừa vặn, đội tuần tra này chính là đội vừa gặp qua đám người Lục Tiêu Du không lâu trước đó. Đám người vây xem đã sớm đứng phía xa mà nhìn, miễn cho mình liền lụy. Mà thanh niên dẫn đầu đội tuần tra lúc này cũng nhanh chóng nhìn tới Lục Tiêu Du, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng. Hai hàng lông mày hắn nhíu lại, tiến lên nói: "Hóa ra đã bằng hữu Vân Dương Tông, không biết mọi người lại đang gặp phiền phức gì đây?" "Không có gì, ta chỉ xuất thủ một tên không có mắt mà thôi, ta đi trước đây." Lục Tiêu Du nói xong, người của Thiên Kiếm Môn đến cũng không tiện động thủ. Nếu như động thủ trước mặt Thiên Kiếm Môn, không thể nghi ngờ là tát vào mặt mũi của Thiên Kiếm Môn. Loại chuyện như thế này vừa lớn vừa nhỏ, thế nhưng rất dễ tạo thành phiền phức cho tông chủ Vân Khiếu Thiên. Bà vị hãy nhẫn nha, đi thong thả nhé. Lúc bây giờ đệ tử Thiên Kiếm Môn làm sao dám ngăn cản bằng người Lục Tiêu Du cơ chứ? Thôi, chúng ta đi thôi, chuyện này coi như bỏ qua. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.